Thiên thần không xinh đẹp như chúng ta thường nghĩ. Những thiên thần có thật trong Kinh Thánh đáng sợ đến mức nào? Khi nghe thấy hai từ thiên thần, dù là người đã hoặc chưa từng tiếp xúc với Kinh Thánh, thì trong đầu chúng ta chắc chắn sẽ ngay lập tức hiện lên hình ảnh của một nhóm sinh vật thanh tao, xinh đẹp, đến từ thiên đường, mặc những bộ áo dài trắng tinh, có đôi cánh như thiên nga và có thể trên đầu còn đội vương miện sáng lấp lánh. Thậm chí nhiều người còn liên tưởng đến hình dạng của những thiên thần nhỏ, mũm mĩm và bắn những mũi tên tình yêu của thần Cupid. Tuy nhiên sau video này, tâm linh cuộc sống chắc chắn nhận thức về thiên thần của các bạn sẽ phải thay đổi. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Thật ra chúng ta luôn bị lừa dối vì theo ghi chép trong Kinh Thánh, đây mới chính là hình dạng thật sự của thiên thần. Nhiều người còn cho rằng hình ảnh trên chỉ là đang cố tình bôi nhọ thiên thần. Những sinh vật trông có vẻ đáng sợ như thế này giống như quái vật hơn, làm sao có thể là thiên thần thánh thiện? Đây chính là hiểu lầm mà chúng ta mắc phải bấy lâu nay, bởi thiên thần trong Kinh Thánh thật sự là vậy. Mô tả về thiên thần có nguồn gốc từ Kinh Thánh Cựu Ước, tức là Tanakh của người Do Thái. Đây là phiên bản Kinh Thánh Hebrew chính thống của Do Thái giáo, trong khi đó Kitô giáo sau này lại gọi nó là Kinh Thánh Hebrew hoặc Kinh Thánh Cựu Ước. Tuy nhiên, đối với người Do Thái, Tanakh không phải là Cựu Ước, mà đó mới chính là Kinh Thánh nguyên thủy và chính thống nhất, là ghi chép chân thực nhất về Thiên Chúa và Thiên Thần. Vậy Thiên Thần trong Cựu Ước là những thực thể như thế nào? Từ Thiên Thần có nguồn gốc từ tiếng Hebrew, mang ý nghĩa là sứ giả của Chúa. Những sứ giả này đã nhiều lần xuất hiện trong Cựu Ước, họ từ thiên đàng đến trái đất, truyền tải thông điệp của Thiên Chúa đến với con người, và đôi khi còn thay mặt Chúa thực hiện công việc. Đầu tiên trong Kinh Thánh, một thiên thần ngoại trừ việc ngoại hình không hề thân thiện, hiền hòa, thì khi họ trừng phạt nhân loại mới thực sự gọi là đáng sợ. Ví dụ trong câu chuyện về lễ vượt qua, thần chết đã cùng lúc sát hại tất cả các trưởng nam của người Ai Cập. Trong một câu chuyện Kinh Thánh khác, thiên thần đã một lần lấy mạng hơn 70.000 người Israel. Ngoài ra họ còn giết chết 185.000 binh lính Assyria chỉ trong một đêm. Thiên thần trong Thiên Chúa giáo cũng phân cấp giống như thiên thần trong Phật giáo. Vào thời Trung Cổ, một học giả Do Thái tên là Dionysius đã chia thiên thần thành 9 cấp. Nhưng 3 cấp bậc cao nhất của thiên thần thực sự khác biệt với những gì chúng ta tưởng tượng. Mô tả hay nhất về minh thần hay còn được gọi là thiên thần trí tuệ xuất hiện trong sách tiên tri Ezekiel. Ezekiel là một nhà tiên tri người Do Thái. Vào năm 597 trước công nguyên, vua Nebuchadnezzar đã phá hủy Jerusalem. Nebuchadnezzar chính là vua Babylon đã xây dựng vườn treo Babylon, một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Sau khi chiếm Jerusalem, ông đã cướp bóc toàn bộ thành phố, phá hủy tường thành, đền thờ, cung điện và nhà cửa. Cuối cùng là ra lệnh đưa vua Juda về Babylon để làm gương trước công chúng. Tất cả cư dân trong thành cũng bị bắt đi và được gọi là những kẻ bị giam cầm ở Babylon. Trong số đó còn có nhà tiên tri Ezekiel. Trước khi bị bắt, Ezekiel là con trai của một thầy tế lễ ở Jerusalem, nhưng không có gì nổi bật. Tuy nhiên vào ngày 5 tháng 4, năm thứ 5 sau khi bị bắt, một khải tượng đã xảy ra với ông. Khi đi dạo bên bờ sông, đột nhiên Ezekiel thấy Thiên Chúa và các thiên thần xuất hiện trước mặt ông. Đây cũng là lần đầu tiên trong Kinh Thánh mô tả chi tiết về hình dáng của thiên thần và Thiên Chúa. Ezekiel đã ghi lại trong sách rằng bầu trời đột nhiên mở ra và ông đã nhìn thấy hình ảnh của Chúa. Một cơn gió mạnh từ phương Bắc thổi đến, mang theo một đám mây, trong đó chứa đựng ngọn lửa rực rỡ. Xung quanh đám mây ánh sáng lấp lánh, ngọn lửa trong đám mây phát ra ánh sáng như vàng ròng. Điều kỳ diệu nhất là trong đám mây này lại hiện ra hình ảnh của 4 sinh vật sống. Vì Ezekiel cũng không biết chúng là gì, nên lúc đầu ông gọi các thiên thần là sinh vật sống. Họ có hình dáng giống con người, với 4 mặt và 4 cánh, cùng bàn tay giấu dưới đuôi cánh. Trong 4 khuôn mặt lại chia ra phía trước là mặt người, bên phải là mặt sư tử, bên trái là mặt bò và phía sau là mặt đại bàng. Họ giang hai cánh trên ra, nối lại với nhau, còn hai cánh trước thì che thân. Chân của họ thẳng, bàn chân giống như móng của bê con và rực rỡ như đồng sáng. Điều kỳ diệu nhất là toàn bộ cơ thể của họ, dù là ở lưng, tay hay ngay cả cánh,
đều chứa đầy những con mắt chạy đi chạy lại như những tia chớp. Khi những minh thần dừng lại, đôi cánh họ sẽ xuống khi còn di chuyển. Tiếng cánh giống như tiếng nước lớn đang chảy, như tiếng của đấng toàn năng hay cũng giống như tiếng ồn ào của quân đội. Sau đó Ezekiel bỗng nhiên hiểu ra, thì ra bốn sinh vật mà mình nhìn thấy chính là thiên thần. Nhưng ông không gọi họ là thiên thần một cách trực tiếp, mà gọi là cherubim hay là minh thần. Trong sáng thế ký, khi Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn, thì những thiên thần bảo vệ vườn địa đàng khỏi sự xâm phạm của nhân loại chính là minh thần. Phía trên hòm giao ước có hình ảnh hai thiên thần quỳ gối, chờ đợi sự xuất hiện của Chúa. Đây chính là hình ảnh thật sự của các minh thần trong Kinh Thánh, hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta thường thấy. Nhiều người tin rằng những thiên thần trong Kinh Thánh có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của thành phố lớn trong mùa đông. Thực ra các thiên thần này cũng giống như những sinh vật thần thoại ở đồng bằng Mesopotamia, như Lamassu của Babylon với đôi cánh của đại bàng, thân hình của sư tử và đầu của một vị vua. Lamassu thường được coi là những người bảo vệ cho các đền thờ, cung điện và những nơi linh thiêng, đóng vai trò tương tự như các minh thần trong Kinh Thánh. Đây mới chính là hình ảnh thật sự của thiên thần trong những huyền thoại nguyên thủy. Những minh thần mà chúng ta vừa nói không phải là tất cả những hình ảnh mà nhà tiên tri Ezekiel đã thấy. Ezekiel phát hiện ra rằng bên cạnh bốn minh thần luôn luôn có một bánh xe kỳ diệu đi theo, nhưng chúng không phải là bánh xe bình thường, mỗi bánh xe đều có linh tính. Trong Kinh Thánh nói rằng bánh xe này thực sự cũng là một loại thiên sứ, được gọi là Opanin hay là bệ thần. Trước tiên, Ezekiel mô tả màu sắc của bánh xe giống như ngọc bích với phong cách kỳ lạ, tương tự như trong đền thờ. Bệ thần có hình dạng giống như bánh xe lồng vào nhau, vừa cao vừa lớn. Phần vành bánh xe xung quanh cũng giống như minh thần, đều được bao phủ bởi những con mắt trông rất đáng sợ. Ngoài ra, minh thần và bệ thần như thể được gắn kết với nhau. Khi Thiên Chúa đi đâu, minh thần sẽ đi theo đến đấy, và các bệ thần cũng vậy. Ezekiel sau đó mới biết rằng linh hồn của minh thần lại được ẩn giấu trong bánh xe này. Khi bánh xe di chuyển, nó có thể đi thẳng về bốn hướng mà hoàn toàn không cần phải quay đầu. Rồi Ezekiel nói rằng những thị kiến này bỗng nhiên chuyển động. Đầu tiên, ông nghe thấy âm thanh tốt lành từ đôi cánh của những sinh vật sống va chạm với nhau, cùng với tiếng ầm ầm phát ra từ những bánh xe đang xoay chuyển. Ezekiel nói, ông nghe rõ ràng trong tai mình có âm thanh của những bánh xe đang quay. Bốn minh thần thì bị bao quanh bởi những bánh xe đang xoay. Tiếp theo, cả bốn bệ thần phát ra ngọn lửa mãnh liệt, nhảy múa giữa bốn thiên sứ trí tuệ của họ. Từ ngọn lửa này còn phát ra những tia chớp. Rất nhiều người thích nghiên cứu UFO tin rằng những gì Ezekiel nhìn thấy cách đây hơn 2.000 năm chắc chắn là có thật. Tuy nhiên họ cho rằng cái ông thấy không phải là thiên sứ mà chính là những thứ chúng ta gọi là UFO với tiếng ầm ầm mạnh mẽ phát ra từ sự xoay tròn, cùng với ánh lửa và hình dáng của tia chớp. Dù có phải là UFO hay không thì đây vẫn chưa phải là khải tượng cuối cùng. Ezekiel nói rằng khải tượng cuối cùng mới thực sự là điều kỳ diệu nhất, bởi đó là hình dạng của vị thần thực sự xuất hiện. Trong mô tả tiếp theo, Ezekiel trên bầu trời của minh thần bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của bầu trời giống như một mảng pha lê tinh khiết trải dài. Tiếp theo phía trên bầu trời ấy chính là ngai vàng của Chúa. Ngai vàng này có chất liệu giống như ngọc bích, phía trên dường như có hình dạng của một người trong trạng thái mờ ảo. Ezekiel nói rằng người trên ngai vàng từ thắt lưng trở lên dường như có ánh sáng rực rỡ như vàng ròng, xung quanh là hình dạng của lửa. Phần từ thắt lưng trở xuống thì Ezekiel cũng không thấy rõ, chỉ biết rằng đó giống như một đám lửa, xung quanh lấp lánh ánh sáng. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Ezekiel lập tức quỳ xuống đất và không ngờ rằng lúc này ông đã nghe thấy tiếng của Chúa. Sau lần gặp đặc biệt ấy, Ezekiel đã nói ra nhiều lời tiên tri đặc biệt chính xác, khiến mọi người đều tin rằng ông chính là nhà tiên tri được Chúa chọn. Tuy nhiên, trong quyển sách tiên tri của mình, Ezekiel chỉ giới thiệu về minh thần và bệ thần. Nên tiếp theo chúng ta sẽ đến với cuốn sách do một tiên tri khác viết, đó là Isaiah. Khoảng năm 740 trước công nguyên, tức là khoảng 150 năm trước khi Ezekiel thấy khải tượng của Chúa, thì nhà tiên tri Isaiah cũng đã nhìn thấy khải tượng về Chúa và các thiên sứ. Lần này, nhân vật mà ông nhìn thấy chính là thiên sứ cao nhất, đó chính là Luyến Thần. Isaiah đã nói rằng ông thấy Chúa ngồi trên ngai cao với chiếc áo trải dài phủ kín cả đền thờ.
hai bên cạnh ngài có hai thiên sứ với 6 cánh. Hai cánh dùng để bay, một đôi dùng để che mặt và đôi cánh thứ ba dùng để che chân thiên sứ. Hơn nữa, hai thiên sứ này còn đồng thời hô to: Thánh, 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 Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, vinh quang ngài tràn ngập trái đất. Đây chính là tiếng gọi của thiên thần, nên âm thanh đặc biệt dày và mạnh mẽ, đến nỗi cả nền tảng của ngôi đền đều rung chuyển. Vì vậy, trong thần học Kitô giáo thời Trung Cổ, các luyến thần sáu cánh cũng được coi là dàn hợp xướng của Chúa. Họ là những người canh giữ ngai vàng của Chúa qua ngày, không ngừng hát những bài thánh ca. Tuy nhiên, trong số những luyến thần mạnh mẽ nhất, có một người đã phản bội Chúa, đó chính là tổng lãnh thiên thần Lucifer, cũng là thiên thần sa ngã đầu tiên bị đẩy xuống địa ngục. Xem đến đây thì chắc hẳn chúng ta ai cũng có một hình tượng thiên thần cho riêng mình. Bạn nghĩ rằng thiên thần sẽ mang ngoại hình vô cùng thanh tao, xinh đẹp hay thực sự giống như những gì mà Kinh Thánh miêu tả? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, những sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ Tâm Linh Cuộc Sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.